gây dư luận vô cùng bức xúc trước sự xuất hiện một clip trên mạng xã hội ghi lại vụ việc trẻ mầm non bị đối xử tàn bạo tại một trường mầm non. Biên bản làm việc của Công an xã Lạc Hồng với chủ cơ sở mầm non Tư Thục Hoàng Oanh và cô giáo Kha Thị Tấm xác nhận vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể. Liên quan đến vụ việc trẻ bị trút đòn roi xảy ra tại cơ sở mầm non Tư Thục Hoàng Oanh có địa chỉ thôn Quang Trung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Sáng ngày 11 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã thông tin về vụ việc. Trước đó vào tối ngày 9 tháng 4, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Lâm đã nhận được thông tin trên các trang mạng xã hội về vụ việc trẻ bị đối xử không tốt của giáo viên tại cơ sở mầm non Hoàng Oanh. Ngay trong sáng ngày 10 tháng 4, Phòng đã cử lãnh đạo chuyên viên làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng và cơ sở mầm non Tư Thục Hoàng Oanh để nắm bắt về thông tin. Chủ cơ sở mầm non Tư Thục Hoàng Oanh là bà Trần Thị Loan, cô giáo có trong video là Kha Thị Tấm đã được Công an xã Lạc Hồng mời đến trụ sở làm việc lấy lời khai. Biên bản làm việc của Công an xã Lạc Hồng với chủ cơ sở và cô giáo trên đều xác nhận có vụ việc đó. Vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể. Hiện Công an xã Lạc Hồng đang tập hợp hồ sơ vụ việc trên theo quy định của pháp luật. Cơ sở mầm non Tư Thục Hoàng Oanh được thành lập theo quyết định số 112 QĐ-UBND ngày 6 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng. Bà Kha Thị Tấm đã nghỉ việc từ tháng 3 năm 2024. Hiện Ủy ban Nhân dân xã đang phối hợp với các lực lượng chức năng để điều tra, làm rõ vụ việc. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Lâm đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã Lạc Hồng khẩn trương phối hợp với các cơ quan xem xét, kiểm tra xử lý nếu vi phạm theo quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các cơ sở mầm non Tư Thục trong toàn huyện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Cụ thể, qua điều tra, khoảng giữa năm 2023, bà Trần Thị Thúy Hằng, sinh năm 1989, quê Kiên Giang, cùng chồng là Lê Văn Việt, sinh năm 1980 và con ruột Lê Trần Thúy Vi, sinh năm 2008, thuê nhà ở phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương để nhận trông giữ trẻ thuê. Ngày 23 tháng 3 năm 2024, bà Hằng nhận chăm sóc hai đứa con trai của vợ chồng ông Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1995, quê Đồng Tháp, là bé NHT, sinh năm 2023 và bé NHN, sinh năm 2020. Thời gian trông giữ cả ngày lẫn đêm với số tiền 4,5 triệu đồng một tháng. Ngày 25 tháng 3, bà Hằng gọi Vi qua phòng ngủ giữ bé T. Lúc này, thấy T khóc không nín, Vi đã dùng tay, cây gỗ, trút đòn lên nạn nhân. Khoảng 14 giờ ngày 30 tháng 3, bà Hằng tiếp tục nhờ Vi cho bé T và các bé khác ăn ngủ. Đến chiều, khi nạn nhân ngủ dậy thì tiếp tục khóc, nên Vi đã bế bỏ xuống nền nhà để dỗ các bé khác. Thấy T vẫn không nín, Vi tiếp tục tác động vật lý lên nạn nhân. Khi thấy T nín khóc, Vi tiếp tục qua dỗ các bé khác. Một lúc sau, thấy T nằm bất động nên Vi gọi dậy nhưng nạn nhân không tỉnh. Hốt hoảng, Vi bế T xuống cho cha mẹ. Bà Hằng nhanh chóng đưa bé đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Ngày 31 tháng 3, Vi đã đến công an thị xã Bến Cát đầu thú, khai nhận hành vi. Do bực tức khi nạn nhân khóc nên đã hành hung. Xét thấy hành vi dùng chân tay và cây gỗ tác động vào những vùng trọng yếu là những vị trí nguy hiểm đến tính mạng nạn nhân của Vi có dấu hiệu của tội sát hại người, công an thị xã đã báo cáo, đề xuất công an tỉnh Bình Dương phối hợp tiếp nhận hồ sơ tin báo về tội phạm trên thụ lý theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã Bến Cát đã có báo cáo vụ việc. Sở cũng đã yêu cầu phối hợp với công an để làm rõ vụ việc. Vị này cho biết, thời gian qua, các địa phương cũng đã tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý, không để người dân nhận giữ trẻ tự phát. Tuy nhiên, do nhu cầu của người dân, nên một số người không có công việc đã nhận chăm sóc trẻ nhỏ theo kiểu giữ hộ. Hầu hết những người nhận giữ trẻ sinh sống đan xen trong các khu dân cư. Họ nhận giữ chỉ vài bé như kiểu người thân giữ hộ nên khó kiểm soát. Qua sự việc này, Sở đề nghị các địa phương tăng cường quản lý, nắm thông tin về các hộ dân nhận giữ trẻ tự phát để xử lý. Trước đó, khi đang làm việc, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn nhận được tin báo của bà Hằng về việc con trai tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát. Lúc này, gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Để làm rõ sự tình, gia đình ông Tuấn đã trình báo sự việc với Công an phường Thới Hòa. Sau đó, Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ. Trưa 25 tháng 8 năm 2023, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị An, 30 tuổi, mức án tù chung thân. Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội, mức án 20 năm tù, cùng về tội sát hại người.
bị cáo An và Lành là hai bảo mẫu bị cáo buộc có hành vi bạo hành gây ra nỗi đau cho bé trai PTD, sinh năm 2021, trú Thường Tín, Hà Nội, hồi đầu năm 2023. Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này, bị cáo An có vai trò cao hơn bị cáo Lành. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng vì lợi ích của mình đã mở cơ sở trông trẻ trái phép. Mặc dù cơ sở này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động, nhưng các bị cáo vẫn tiếp tục nhận trông giữ trẻ. Bản án nêu rõ, hành vi của các bị cáo mang tính côn đồ đã xâm phạm tính mạng của nạn nhân, gây đau thương mất mát cho gia đình bị hại, nên cần có mức án nghiêm khắc để đủ sức giáo dục răn đe. Về dân sự, tòa ghi nhận sự tự nguyện của gia đình hai bị cáo đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 5 tháng 3, Công an huyện Thường Tín, Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Thị An, sinh năm 1993, và Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1994, cùng trú tại thị trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để điều tra về vụ việc bé trai PTD, sinh năm 2021, trú tại xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín tử vong sau khi cháu được gửi giữ tại cơ sở trông trẻ có hai bảo mẫu này. Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng, sáng 23 tháng 2 năm 2023, An và Lành đưa trẻ vào buồng ngủ thì thấy nạn nhân chạy ra ngoài cửa khóc. Do bực tức, Lành bế nạn nhân rồi tác động xuống nền nhà trải thảm. An tác động vật lý vào nhiều vùng trọng yếu của nạn nhân. Đến chiều cùng ngày, khi gia đình đến đón nạn nhân, các đối tượng nói dối nạn nhân bị ngã. Ngày 26 tháng 2, nạn nhân tiếp tục khóc nên bị An dùng chân tác động dẫn đến bất tỉnh. Lúc này An thông báo cho gia đình đến và cùng đưa nạn nhân đi cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Ngày 1 tháng 3, nạn nhân được trả về gia đình và tử vong sau đó. Kết quả pháp y sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não. Tại cơ quan công an, Lành kể trước đây đi làm công nhân cho một công ty, sau đó bỏ giữa chừng. Người phụ nữ hiện cũng có hai con nhỏ, một cháu sinh năm 2019 và cháu còn lại sinh năm 2020. Năm 2019, Lành xin vào nhà trẻ trên làm thuê với mức lương 2-3 triệu đồng một tháng, tùy vào từng thời điểm có nhiều hay ít trẻ gửi đến. Cách đó hơn một năm, Lành cùng An quản lý nhà trẻ trên. Công việc hàng ngày của Lành là cùng An đón trẻ, đi chợ, chuẩn bị đồ ăn cho các cháu ăn ngủ và hết ngày trả các cháu cho gia đình. Lành cho biết nạn nhân mới đi học được khoảng 10 ngày, không nghịch ngợm nhưng hay khóc đòi về nhà. Lành cho biết nạn nhân hơi chậm hơn với các bạn như chưa nói được, vận động đi lại cũng chậm hơn. Nếu các cháu có nghịch ngợm thì bản thân chỉ đẩy vào người. Chỉ có lần đó em làm như vậy, nạn nhân, vì cháu cứ chạy ra ngoài đứng cửa khóc, gọi mãi mà cháu không vào, thì cũng chỉ muốn cho cháu vào trong. Còn An cho biết bản thân tốt nghiệp trung cấp một trường sư phạm và cũng được huấn luyện kỹ năng chăm sóc trẻ. Hiện tại, ở lớp An và Lành đang trông coi khoảng 10 cháu. Trông các cháu cũng áp lực vì bản thân Thị có hai con. Thị muốn nói với gia đình nạn nhân thực sự từ trong đáy lòng, cô rất xin lỗi họ và nạn nhân. An nói mong muốn được gia đình cháu tha thứ để có thể làm lại cuộc đời. Tại nhà trẻ xảy ra sự việc thương tâm trên, đây là căn nhà cấp 4 khá chật hẹp và tối tăm. Bên trong được ngăn chia phòng, làm nơi hai cô giáo An và Lành trông giữ trẻ. Nhà trẻ trên hoạt động trong nhiều năm liền và từng bị cơ quan chức năng địa phương lập biên bản đình chỉ hoạt động vào tháng 11 năm 2022, nhưng vẫn lén lút nhận trông giữ trẻ. Một người dân ở trú xã Vạn Điểm, Thường Tín, Hà Nội kể từng cho hai con trai gửi ở nhà trẻ trên trong nhiều năm qua. Anh cho biết trước đây chưa thấy xảy ra việc các cháu bị trút đòn roi đến thương tích. Bản thân người dân này cũng đã đến cả hai nhà cô giáo An và Lành ở cách đó khoảng 2 km. Đại tá Nguyễn Tiến Tần, trưởng công an huyện Thường Tín cho biết đây là nhóm trẻ tự phát, tự lập, không đảm bảo cho lớp học, không có camera giám sát. Nhân chứng lại là các cháu bé chưa biết nói. Do đó hai người trông trẻ có thời gian quanh co chối tội. Còn gia đình nạn nhân ban đầu nghĩ rằng do cháu bị ngã và không hợp tác thực hiện pháp y. Tuy nhiên, qua những vết thương trên người nạn nhân, chúng tôi nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đại tá Tần khẳng định, căn cứ vào các vết thương của nạn nhân, Công an huyện Thường Tín đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội quyết liệt vào cuộc điều tra và làm rõ vụ việc, đưa các đối tượng ra trước pháp luật. Đại tá Tần cho rằng đây là khe hở trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến các nhóm trẻ, nhà trẻ tự phát. Do đó, ông mong muốn phụ huynh học sinh có con nhỏ nên gửi các cháu đến các nhà trẻ đủ điều kiện trông giữ và nuôi dạy. Theo dõi vụ việc, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh Xã hội bày tỏ sự xót xa trước sự ra đi của nạn nhân. Theo ông Nam, sau sự việc lần này, rất nhiều vấn đề được đặt ra liên quan đến đối xử tệ bạc với trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không phép. Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố phải ra soát lại, kiểm tra lại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không đăng ký, không được cấp phép để đình chỉ. Về lâu dài thì xem xét lại quy hoạch các hạ tầng xã hội ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất.
Chính vì thiếu hạ tầng xã hội, trong đó có cơ sở mầm non, cho nên người lao động, đặc biệt là những lao động nhập cư, không biết gửi con ở đâu. Người lao động đi làm thì buộc phải họ đưa con vào những cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng và không phép, dẫn đến vụ việc trẻ em bị bạo hành, gây hậu quả đáng tiếc đã xảy ra. Như vậy, địa phương, ban quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra và tạo điều kiện để chăm sóc con em của người lao động. Một vấn đề nữa cũng được người đứng đầu cục trẻ em nhắc đến, đó là lỗ hổng kiến thức, kỹ năng về chăm sóc trẻ em của các bậc làm cha mẹ. Các bố mẹ, thành viên trong gia đình rất thiếu kiến thức về làm cha mẹ, bảo vệ trẻ em, nên có trường hợp con bị đối xử tệ bạc nhiều ngày mà không phát hiện ra. Do đó, các cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ nuôi con nhỏ, cần phải được tăng cường truyền thông giáo dục, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đặc biệt là các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, hệ thống ngành văn hóa thể thao và du lịch, quản lý nhà nước về gia đình, hội phụ nữ, đoàn thanh niên đối với các cặp vợ chồng trẻ. Hội phụ nữ, đoàn thanh niên đã làm rất nhiều chiến dịch giáo dục trên tất cả các kênh, phương tiện, nhưng cần làm nhiều hơn nữa. Người đứng đầu cục trẻ em cũng nhấn mạnh, các cơ sở hoạt động không phép, không đủ điều kiện mà vẫn hoạt động thì rất có nguy cơ cao trẻ em bị bạo hành, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non trông giữ trẻ. Vì thế, cần phải thanh kiểm tra thường xuyên các cơ sở trông giữ trẻ, chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ để đảm bảo các điều kiện. Vì trẻ càng nhỏ thì không nói được, không có kỹ năng để bảo vệ. Ngoài ra, nên khuyến khích các cơ sở giáo dục lắp camera để cha mẹ, phụ huynh, cơ quan chức năng có thể theo dõi, phát hiện sự việc kịp thời. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.